đồng phục có sẵn hay đặt may theo yêu cầu. Nếu bạn cũng đang có những băn khoăn như vậy thì hãy để mình chia sẻ kinh nghiệm ngay sau đây giúp công ty tổ chức của bạn đưa ra sự lựa chọn thích hợp nhất nhé. Ưu điểm lớn nhất của đồng phục may sẵn chắc chắn là tiết kiệm được rất nhiều thời gian, không cần phải chờ thiết kế và cắt may. Loại sản phẩm này rất phù hợp với những khách hàng cần gấp với số lượng lớn. Bên cạnh đó, giá cả thường rẻ hơn nhiều so với việc đặt may thông thường. Thế nhưng không phải bộ đồng phục nào cũng đẹp và có chất lượng tốt. Đồng thời, sản phẩm may sẵn thường hạn chế về mẫu mã, không đảm bảo được tính thẩm mỹ như ý khách hàng và khó thể hiện được dấu ấn thương hiệu. Còn với đặt may đồng phục theo yêu cầu, khách hàng được thoải mái lựa chọn màu sắc, chất liệu, kích cỡ, kiểu dáng. Ngoài ra, bạn còn có thể đặt in theo thêm hình chữ hoặc logo trên sản phẩm để làm nổi bật thương hiệu. Đặc biệt, bạn sẽ được xem và duyệt mẫu hoàn chỉnh trước khi sản xuất, sau đó có thể chỉnh sửa đến khi nào bạn thật sự hài lòng để hạn chế nhất những rủi ro khi may đồng loạt. Nhược điểm của kiểu đặt may này là thường tốn thời gian vì phải làm nhiều công đoạn theo yêu cầu riêng của từng khách hàng, từ đó giá cả cũng nhỉnh hơn so với đồng phục có sẵn. Vì thế, nếu khách hàng muốn đặt may đồng phục nên có kế hoạch trước, bởi vì nếu bạn đặt may quá gấp thì sản phẩm thường sẽ không được như ý và giá thành sẽ bị đẩy cao hơn. Tùy theo yêu cầu về sản phẩm cũng như nhu cầu sử dụng mà khách hàng có thể lựa chọn phương án cho riêng mình. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là bạn cần phải tìm được một địa chỉ cung cấp đồng phục thật uy tín. Đến với đồng phục bốn mùa, dù là sản phẩm mua sẵn hay đặt may, thì giá cả cũng như chất lượng sản phẩm đều luôn được đảm bảo tốt nhất. Khách hàng cứ yên tâm nhé.